tất cả các anh em đã quay lại kênh YouTube của mình. Thì ở video lần này mình sẽ so sánh cho tất cả các anh em mình biết được là mình nên chọn cái xe mà nó có cái hệ thống chỉnh phanh tự động hay là chỉnh phanh cơ khí là nó tối ưu ha. Đây, ví dụ cái xe này nó đang sử dụng cái hệ thống là chỉnh phanh đây. Đây là cơ cấu chỉnh phanh nha các anh em. Đấy. Con ốc này là con ốc chỉnh phanh này. Đấy ha. Đây và đây là cái cơ cấu chỉnh phanh không có dùng tự động ha, không có hệ thống tự động. Thì ở video lần này mình sẽ chia sẻ với tất cả các anh em mình cái cách, cái ưu nhược điểm để cho các anh em mình có thể biết được và chúng ta có thể chọn cái xe chúng ta có nên trang bị cái hệ thống chỉnh phanh tự động hay không. Còn đây là cái hệ thống chỉnh phanh tự động của nó ha. Đây là cái cơ cấu chỉnh phanh tự động là cái này. Cái này mình thấy nó có sự khác biệt không ạ? To hơn hơn đúng không? To hơn. Có piston để chỉnh này. Đấy. To hơn. Hay ha. Rất là hầm hố ha. Và nó đặc biệt cái là cái này mình có thể nhận biết được là nó sẽ có một cái bát này. Đây có cái bát và nó giữ cứng vào cái một điểm tì nào đó, điểm cố định nào đó thì cái con này. Đó, đây cái bàn tay chỉnh thẳng này. Theo cá nhân mình đánh giá thì chúng ta nên chọn cái xe nào mà có cái hệ thống chỉnh phanh tự động này thì nó rất là ok ha. Thì tất nhiên là cái cơ cấu nào thì nó cũng có ưu và nhược điểm của nó, nhưng mà ví dụ như ưu điểm nó nhiều hơn thì các anh em mình hãy chọn cái vấn đề đó, còn cái ưu điểm là ít hơn thì chúng ta không nên chọn ha. Vì chúng ta sử dụng cái cơ cấu này thì nó ưu điểm đầu tiên đó là chúng ta không cần phải chỉnh phanh định kỳ ha, mà chúng ta chỉ cần xem kiểm tra bố chúng ta còn hay hết thôi ha. Kiểm tra bố tháng đó các anh em, chúng ta coi tại những cái vị trí này này, chúng ta mở cái này ra, chúng ta coi vào bên trong, chúng ta coi thử nó còn bố nó còn hay hết thôi. Và chúng ta không cần phải chỉnh phanh định kỳ tại vì cái cơ cấu này nó sẽ đã làm nhiệm vụ đó cho tất cả các anh em, là có nghĩa là khi mà bố tháng chúng ta nó đã mòn rồi tới một giới hạn nào đó thì chúng ta chỉ cần đập phanh một cái là nó tự động nó bên trong này nó có cơ cấu cơ khí này, bắt đầu nó sẽ nâng lên, nó nâng bộ phanh mình lên một nắp. Đó là cái ưu điểm đầu tiên, đó là cái này mình không cần phải chỉnh phanh gì hết ha. Còn đối với cái loại bên này, đối với cái loại mà chỉnh phanh cơ khí á, thì chúng ta phải chỉnh phanh định kỳ đó, phải chỉnh phanh mỗi lần xe chúng ta phanh thấy yếu là chúng ta phải bắt buộc phải đi chỉnh phanh, đó là điều tất nhiên rồi ha. Và chỉnh phanh cũng rất là đơn giản. Ưu điểm anh này là chỉnh phanh rất đơn giản. Và ưu điểm thứ hai nữa đối với cái anh này á, là anh rất là rẻ tiền ha. Còn đối với cái cơ cấu mà chỉnh phanh tự động á thì nó đắt tiền hơn một tí ha. Cái không gian mà để lắp ráp của nó là nó sẽ rộng hơn một tí, nó to hơn một tí, nên nó bắt buộc nó phải rộng hơn đó. Còn cái việc nhược điểm của anh này á là anh mau hư lắm ha. Ảnh hư mà chúng ta không biết đó. Đặc điểm nhận dọn của anh á, ví dụ như hôm nay chúng ta tan lên ha, chúng ta tan lên nhưng mà ngày hôm sau chúng ta đọp phanh mấy cái là bắt đầu là nó không còn ăn nữa, là chứng tỏ anh này anh đã hư rồi ha. Bên trong này có những cái chi tiết cơ khí rất là phức tạp, nó dặn hình nón mà nó có răng cưa, răng cưa nó mòn những cái đó thì dẫn đến là nó đọp phanh nó không ăn nữa ha. Đó là nhược điểm của anh này, nhưng mà được cái ưu điểm là chúng ta đỡ phải chỉnh phanh, đó là cái ưu điểm đặc biệt của cái cơ cấu này ha. Cho nên các anh em mình nếu mà chọn cái dòng xe nào mà có cái cơ cấu chỉnh phanh tự động này thì vẫn là ok hơn đối với cái dòng cơ khí kia ha. Cái video mà mình hướng dẫn cái việc chúng ta chỉnh phanh như thế này á thì mình cũng đã đăng lên rồi ha. Các anh em mình hãy đón xem video đó ha. Cái cách chúng ta chỉnh phanh như thế nào là nó hiệu quả ha. Đối với cái loại này thì chúng ta chỉnh phanh nó cũng nói chung là hơi phức tạp hơn một tí thôi. Còn cái loại kia thì nó đơn giản hơn ha. Đối với cái loại cơ khí kia thì nó rất là dễ, nhưng mà đối với loại này thì nó sẽ hơi phức tạp hơn một tí. Cho nên là các anh em mình hãy coi cái video đó kỹ càng để chúng ta chỉnh phanh ha. Thì bây giờ mình sẽ nói cho cái cách mà chúng ta chỉnh phanh. Các anh em nào mà không muốn coi cái video đó, không muốn tìm video đó thì có thể là xem được cái video này, chúng ta cũng có thể là chỉnh phanh được luôn ha. Thì trước khi chỉnh phanh thì các anh em hãy đậu lên, đậu bánh lên, chúng ta xoay nhẹ nhàng như thế này ha, thì là ok rồi ha. Đó, chúng ta xoay bánh tăng bùa nó nhẹ nhàng đó là ok, không thấy rít ha. Và cái này mình thấy ở dưới này nó có một con ốc 12 này, đây con này, và bên cái bát bên này nó có con bát giữ này, hai con này đó. Thì cái này mình nới con này ra trước này đó, sau đó chúng ta xiết con này vào này ha,
siết con này vào. Các nên mình siết vào hay nó ra tùy thuộc vào cái cần này này. Các anh mình siết theo cái chiều nào á mà làm cho cái cần này mà nó thu về cái bầu phanh này này. Nó xu hướng nó gặp lại cái bầu phanh này này. Gặp lại ha, nó gặp sót vào đây thì nó mới đúng ha. Chứ có là mình cứ chỉnh mà nó cứ cái cần này này mà nó còn còn ngày còn tiến ra xa là sai ha. Chúng ta siết vào, sau khi mà cái bánh chúng ta siết vào á thì nó sẽ cứng ha. Nó cứng thì nó sẽ không xoay được nữa. Không, lúc mà nó không xoay được nữa rồi các anh em mình hãy nới ra, nới ngược cái chiều mà chỉnh lúc nãy á, chúng ta nới ra, vừa nới vừa xoay cái này. Khi các anh em mình nới và xoay mà không nghe tiếng kêu nữa, không nghe tiếng kêu trong đăng bùa nữa là ok ha. Sau đó các anh em mình hạ đổi thôi. Đó là cái quy trình mà chúng ta chỉnh phanh cho cái bộ cơ cấu chỉnh phanh tự động ha. Rồi sau đó là chúng ta siết cái con này lại nè ha. Chỉnh xong rồi là phải siết lại. À, nếu mà không siết con này là coi như là nó sẽ lần sau nó không chỉnh phanh tự động cho anh các anh em nữa ha. Là nó sẽ bị trượt mép, các anh em đọc ra là nó vẫn ăn nhưng mà nó không có còn cái cơ chế là nó tự động nó chỉnh phanh cho các anh em nữa đâu ha. Đó. Rồi, hy vọng rằng là cái video này sẽ hữu ích cho tất cả các anh em. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em mình trong video lần sau.